YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Lính dù Ukraine hé lộ hình ảnh những giờ đầu tiên tấn công vào vùng biên Nga. Mới đây, quân đội Ukraine đã lần đầu tiên công bố đoạn video về những giờ đầu tiên tiến hành cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga. Theo tờ Kiev Independent, sau 10 ngày diễn ra cuộc tấn công xuyên biên giới bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga, Kiev tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát 1.150 km2 lãnh thổ Nga, cùng 82 khu định cư bao gồm thị trấn Sucha. Trong đoạn video được văn phòng báo chí của Bộ Chỉ huy Lực lượng Tấn công Đường không Ukraine công bố đã ghi lại những giờ phút đầu tiên thực hiện chiến dịch trên lãnh thổ Nga vào ngày 6 tháng 8. Video được tổng hợp từ hình ảnh quay bằng máy không người lái UAV và camera cầm tay của các binh sĩ dưới mặt đất. Trong video, quân đội, xe tăng và xe bọc thép của Ukraine tiến vào vùng Kursk, tiêu diệt hoặc bắt giữ các binh sĩ Nga, sau đó giơ cờ của lực lượng tấn công đường không. Ra phá bom mìn, vượt biên, phá hủy tuyến phòng thủ của đối phương, không kích, pháo binh và tù nhân. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lập kế hoạch, yếu tố bất ngờ, tinh thần chiến đấu và giấu kín thông tin đã trở thành yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của chiến dịch. Phần mô tả trong video viết, một số chuyên gia nhận định, thành công về mặt chiến thuật của Ukraine ở tỉnh Kursk là sự kết hợp sử dụng hiệu quả các loại vũ khí như xe tăng, pháo binh và máy bay không người lái, UAV. Kiev cho biết, thay vì giành quyền kiểm soát lãnh thổ của đối phương, cuộc đột kích vào Kursk nhằm mục đích bảo vệ sinh mạng công dân Ukraine bằng cách ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới từ phía Nga và chuyển hướng quân tiếp viện của Nga. Belarus cảnh báo Ukraine đang ép Nga dùng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko coi việc Ukraine xâm phạm lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga giống như nỗ lực nhằm ép buộc Moscow phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh Russia One hôm 18 tháng 8, ông Lukashenko cảnh báo vụ đột kích của quân Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã gây ra những rủi ro to lớn đối với an ninh toàn cầu. Nhà lãnh đạo Belarus cáo buộc cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất của các lực lượng Kiev kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát là chiến dịch quảng bá đối với cả Ukraine và các đồng minh phương Tây. Mối nguy hiểm, dạng leo thang này từ phía Ukraine là một nỗ lực đẩy Nga vào các hành động bất đối xứng, ví dụ như sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Lukashenko cho biết, đồng thời khuyến cáo động thái như vậy sẽ gây tổn hại không thể cứu vãn đến hình ảnh của Ukraine trên toàn cầu. Theo Sputnik, ông Lukashenko cũng bình luận về các tuyên bố của giới chức Ukraine về việc vụ đột kích Kursk nhằm mục đích cải thiện vị thế ngoại giao của Kiev trong đàm phán với Nga. Tổng thống nước đồng minh then chốt của Nga cho rằng kế hoạch này mang tính kinh điển nhưng không hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống lại một đế chế lớn, thậm chí còn chưa bắt đầu chiến đấu nghiêm túc. Ông tin tưởng quân Nga sẽ đẩy lùi mọi binh lính Kiev ra khỏi vùng Kursk. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga nêu rõ, nước này chỉ triển khai kho vũ khí nguyên tử để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chống lại Nga hoặc các đồng minh của mình. Và trong trường hợp xảy ra tấn công xâm lược Nga bằng vũ khí thông thường nhưng đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần khẳng định Moscow không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột với Ukraine. Moscow cũng cảnh báo có thể thay đổi học thuyết hạt nhân của mình, nhưng lưu ý bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ nhằm đáp trả những gì họ coi là động thái leo thang của NATO. Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Belgorod. Theo TASS, trong ngày 15 tháng 8, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại vùng Belgorod. Đây là địa phương thứ hai của Nga áp dụng biện pháp này sau Kursk. Những đợt tấn công của Ukraine tại tỉnh Belgorod đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu. Chúng ta cần triển khai phản ứng ở cấp liên bang, Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov cho biết. Ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc Belgorod, cũng thừa nhận rằng tình hình ở khu vực này đang vô cùng phức tạp và căng thẳng. Trong ngày 14 tháng 8, lực lượng Ukraine đã pháo kích và phóng UAV tổng cộng 120 lần tại vùng Belgorod. Hiện giới chức Belgorod đang bắt đầu sơ tán người dân trong vùng để tránh bị ảnh hưởng bởi các đợt tập kích của Ukraine. Ngày 14 tháng 8, thống đốc tỉnh biên giới Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tỉnh do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine. Theo BBC, ông Gladkov tuyên bố trong một video đăng trên ứng dụng mạng xã hội như sau: tình hình ở khu vực Gladkov vẫn tiếp tục cực kỳ khó khăn và căng thẳng. Các cuộc pháo kích hàng ngày của lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy nhiều ngôi nhà, giết chết và làm bị thương dân thường. Do đó, chúng tôi đưa ra quyết định bắt đầu từ hôm nay tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn vùng Belgorod. Quan chức này cũng kêu gọi chính phủ Nga
tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang. Tuyên bố trên được ông Gladkov đưa ra khi cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào lãnh thổ Nga bước sang tuần thứ hai. Quân đội Ukraine đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8 và hồi đầu tuần này. Chỉ huy cấp cao của Ukraine cho biết khoảng 1.000 km2 của Nga nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng này. Khoảng 11.000 người ở một khu vực của Belgorod đã được sơ tán hồi đầu tuần do hoạt động của Ukraine gần biên giới. Belgorod là một khu vực ở phía tây nước Nga, gần biên giới Nga-Ukraine. Belgorod giáp với Kursk, nơi mà Ukraine tuyên bố đã kiểm soát được 74 khu định cư của Nga. Hiện chưa có báo cáo nào xác nhận quân đội Ukraine đã tiến vào Belgorod. Hãng TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị quân đội nước này bao gồm lực lượng dự bị mới, máy bay, đội máy bay không người lái và lực lượng pháo binh đã ngăn chặn quân đội Ukraine giành thêm lãnh thổ. Hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 117 máy bay không người lái và 4 tên lửa được Ukraine phóng tới các vùng như Kursk, Voronezh, Belgorod, Nizhny Novgorod. Tuy nhiên, Ukraine khẳng định quân đội nước này vẫn đang tiến lên. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên nói rõ về mục đích xâm nhập lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc xâm nhập của quân đội nước này vào vùng Kursk của Nga nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Moscow. Theo The Guardian, đây là lần đầu tiên Tổng thống Zelensky nêu rõ mục đích của chiến dịch đột kích xuyên biên giới và xâm nhập lãnh thổ Nga của Ukraine hôm mùng 6 tháng 8. Trước đó, nhà lãnh đạo này cho biết đó là hành động để bảo vệ các cộng đồng ở khu vực Sumy, giáp biên giới khỏi các cuộc pháo kích liên tục. Trong bài phát biểu hàng đêm tối ngày 18 tháng 8, người đứng đầu Ukraine nói, nhiệm vụ chính của chúng ta hiện nay trong các hoạt động phòng thủ, nói chung là phá hủy càng nhiều tiềm lực của Nga càng tốt và tiến hành phản công. Điều này bao gồm việc tạo lập một vùng đệm ở lãnh thổ Nga, chiến dịch của chúng ta ở vùng Kursk. Về việc tạo lập vùng đệm ở Kursk, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã đạt được những kết quả tốt và rất cần thiết. Trước đó, Kiev đề cập rất ít tới mục tiêu của việc tiến vào lãnh thổ Nga bằng xe tăng và xe bọc thép. Cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine là cuộc tấn công lớn nhất mà Nga trải qua kể từ Thế chiến thứ hai. Nó khiến Điện Kremlin bất ngờ và làm hàng nghìn người Nga ở khu vực biên giới phải rời bỏ nhà cửa. Binh sĩ Ukraine đã tiến sâu vào vùng Kursk từ nhiều hướng mà không vấp phải sự kháng cự lớn nào. Tuần trước, Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Oleksandr Sysky, tuyên bố quân đội Ukraine đã kiểm soát khoảng 1.000 km2 ở Kursk. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa thể xác minh độc lập. Tối qua, Tổng thống Zelensky cũng chỉ ra rằng Anh, Mỹ, Pháp thiếu hỗ trợ Ukraine, không có ngày nghỉ trong xung đột. Chúng ta cần những quyết định. Ukraine cần những gói viện trợ đã được cam kết. Tôi đặc biệt đề cập tới Anh, Mỹ và Pháp.